series Anh An nè, và mình là Anna đây. Ngày hôm nay thì Anna ngoài Anh ngoài Anita ra thì Anna còn có một người chị bên này nữa là chị Trâm Anh. Và lần trước thì chị Trâm Anh có xem qua một cái tập Jet Food ở Amazon của Anna rồi, nên là ngày hôm nay Anna được chị Trâm Anh mời đến cái khu vực VIP. Không biết thì hôm nay chị Trâm Anh sẽ cho tụi em ăn món gì ha. Trâm Anh cũng bật mí một xíu với mọi người là mình là một vị khách rất là thân quen của Amazon Food Garden. Vì thường ý thì là tuần nào cũng vậy, và cuối tuần thì chị với bạn bè và gia đình thì thường đến đây để party, ăn uống này, thưởng thức âm nhạc, ẩm thực cũng như là không gian ở đây. Bởi vậy mà hôm trước chị có xem cái tập của bọn em làm ở review ở dưới ấy, thì chị mới mời hai em lên đây để có thể là chiêm ngưỡng hay là thưởng thức cái không gian ở phòng luxury nó như thế nào. Thật ra thì khi mà anh An nghe được cái lời mời của chị Trâm Anh là anh An lập tức phải nhận lời ngay. Và hôm nay tụi mình cũng đã có mặt ở đây rồi, thì hôm nay chắc là chị Trâm Anh sẽ chọn món cho tụi em luôn. Ok, hôm nay chị sẽ đi chợ ha. Dạ. Em ơi, cho chị mượn menu nhé. À, có cái món bắp bò tê cay này rất là hợp để chị em mình nhậu. Đây là rượu nha. Em ơi, cho chị một phần bắp bò tê cay, đậu hũ gia truyền nấm, tôm sú đúc lò, phô mai, gà hỏa, diệm sơn, một set nướng BBQ. Ok, vậy tạm thời bọn mình ăn như vậy. Được tầm 5 món rồi. Được. Các em chưa ăn gì nữa không? Chị vẫn còn hầu bao nha. Ok, không, tụi em vẫn tin tưởng chị. Ừ, bây giờ bọn mình cứ ăn những món như này trước, sau đấy là nếu mà mình còn đói thì mình sẽ gọi thêm ha. Yeah. Ok. Thank you. Đồ ăn lên hết rồi mọi người ạ. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải chụp hình check in trước đã. Không thể bỏ qua quan trọng nhất, quan trọng nhất, quan trọng nhất. Tại nghỉ. Đây là nghề của em. Selfie vài tấm nữa chứ, selfie với nhau vài tấm ấy. 2 hours later. Được rồi, đói quá. Mọi người ơi, bây giờ bọn mình sẽ thử, mình thử món đầu tiên là làm món rau trước đi. Vậy bây giờ em sẽ lấy cho chị Trang một ít đậu hũ ha. Hơi to xíu. Thank you em. Chị cả mà, chị đói quá chị ăn luôn. Chị phải mời ai. Mùi thơm quá. Thật ra thì lần trước thì Anna và Anita cũng đã thử cái món này rồi. Tại vì đến đây mà không thử món này thì cũng hơi tiếc á. Tại Anna làm về đồ chay mà, nên là đi đâu cũng phải gặp đậu hũ. Thật ra ban đầu mà Anna nghĩ á, lúc trước mà khi Anna gặp chị Trâm Anh á, Anna nghĩ chị Trâm Anh rất là khó gần. Và kiểu nhìn bề ngoài rất là dễ thương, nhưng mà lúc lần đầu tiên các bạn gặp á nhìn kiểu hơi ngầu ngầu một xíu, nhưng mà không sao, nói chuyện kiểu tranh sải nói chuyện lại cảm giác rất là dễ gần. Và dễ gần hơn là được ngày hôm nay Anna được chị dẫn đi ăn. Và rất là cảm ơn Anna ha. Bây giờ bọn mình đổi món nha, bởi vì hôm nay mình sẽ có rất nhiều món, mình mà ăn hết mỗi món thì chết. Đúng rồi, ăn món bò đi. Hôm nay mục tiêu là để review cho mọi người mà. Bây giờ mọi người chọn đi. Bò. Ở trong này thì em thấy có cả ớt và tỏi, đây chắc đều là ngâm chua lên đúng không chị? Đúng rồi, đúng rồi. Chị có ăn được ớt không? Chị ăn ớt nhưng mà chị ăn cái kiểu nước của ớt thôi, chứ không ăn được cả quả đâu. Còn em thì em sẽ không ăn được cay. Anita, em có ăn được cay không? Em ăn được cay kiểu vừa thôi. Chị ăn được vừa vừa. Tại ba chị em cũng... Tại sao em nay mặc màu đỏ chót ớt tươi đây? Không có, biết sao mọi người, bộ đồ trang phục của mình mặc á, nó cũng thể hiện cái sự mà mình thích thú với cái bữa ăn mà người nào đó mời mình đi ăn đó. Đi ăn mà không được trả tiền, không phải trả tiền đúng, đúng không? Đúng rồi, lần sau mà chị thấy em mời chị lại mặc đồ đen. Nguyên món bò đúng có cái thịt bò luôn. Thịt bò này á, thì em thấy nó được thái rất là mỏng. Và mình cảm nhận được cái độ thịt á, ở trong này nó thấm từng cái nước sốt mà được ớt trong này luôn. Rất là ngon. Món này á, khi mà mọi người ăn cùng một ít tỏi ở đây nữa, nó sẽ dậy cái mùi thơm lên rất là ngon. Ăn tỏi như này mình có người yêu là hôn nhau rồi. Thơm lắm này. Tỏi này á, thì nó sẽ tăng cường sức đề kháng nữa, nên là ăn một ít tỏi đi. Anita thử đi. Cái tên Anna rất là hay quên tên của Anita. Tức quá, hơi bị lắc. Hình như đợt Covid vừa rồi mọi người bảo ăn nên ăn tỏi đúng không? Dạ, đề kháng cao mà.
cho mọi người muốn phòng Covid thì mọi người hãy đến Amazon nhé. để ăn tỏi. Thấy chưa các bạn, chị Trâm Anh rất là vui tính luôn. Và cảm thấy ăn chung với chị Trâm Anh cũng khá là thoải mái. Mặc dù anh em cũng nhỏ tuổi hơn chị, nhưng mà khi mà vào bàn ăn á, chị lúc nào cũng tạo cho Anna và Anita cái tiếng cười á. Nhiều khi đi ăn với chị á, Anna rất sợ bị áp lực, ồ không biết bạn này có khó chịu không, kiểu vậy. Sau một thời gian tiếp xúc thì sẽ khác không? Dạ đúng rồi. Kiểu tiếp xúc xong muốn ăn luôn cả chị. Wow. Được, hợp lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đổi sang cái món tôm này. Chắc là các anh quay phim chắc cũng đang rất là đói rồi. Dạ đúng rồi. Không sao đâu, tụi em hứa là sẽ chừa cái đầu tôm cho các anh quay phim. Chị thích rất ngon quá. Chị rất thích món này nhưng mà em biết sao không? Sợ béo. Ngon quá chị. Ừ, có phô mai bên trên. Thơm chị. Em đặc biệt em thích chấm cùng với cái sốt này nè. Nó sẽ hơi cay cay một tí nha, nhưng mà nó sẽ giảm cái mùi ăn rất là ngon. Em sẽ thử chấm thêm cái sốt này coi. Ăn một trận như này sáng mai tập thể dục cái mắt ra. Không sao chị, em nghe là nói là đi đến Amazon nếu không có người yêu thì sẽ có người yêu. Và nếu như mà đang muốn giảm cân á thì đến đây chỉ cần nhìn trai thôi là tự nhiên nó giảm cân được luôn. Really nigga? Sao thế được? Ghê lắm, chị có thể đến đây nhiều hơn nữa. Cái thông tin này thông tin mật, anh đã mới nghe vậy thôi. Các bạn có thể đến đây để kiểm chứng nha. Nghe các bạn không xác thực rồi lắm, em bật đi. Tiếp đi. Chị thấy em ốm không? Đúng, em ốm thật, ốm nhất luôn. Em cũng giả vờ vậy thôi chứ em cũng hay đến đây đó. Để em tia chai. Rồi, ghê chưa? Ghê chưa? Sao? Mình thấy cái anh đó đẹp trai đúng không? Mình mập quá thì biết đâu người ta không thích mình đúng không? À, mình phải ốm. Động lực giảm cân. Đó. Trời ơi, xin bà. Đây là set BBQ. Rất nhiều thịt, rất nhiều thịt. Chúng ta thử luôn nha. Đây là heo mesa nè. Ủa, cái món này, cái set này rất là phù hợp với những ai mà nhậu. Ừ, đúng rồi. Đấy, người nhậu là hay thích những cái món như này. Nó đa dạng. Bia đúng không? Bia đúng không? Dạ đúng rồi. Chị thấy ở trong này người ta rất thích uống bia. Thích uống hơn ở Bắc mình. Bắc vì là ở trong này trời nó nắng nóng. À đúng rồi. Nên uống rượu nó khó hơn là mọi người. Em sẽ thử cái món này. Nãy chị mình xin các bạn nhân viên cái dao dĩa nhưng mà không có, bởi vì đây không phải là nhà hàng Âu. Nó dai thật ý. Cho nên là không có dao dĩa. Cái này nó là cái phần mà phần sườn á, nó sẽ có một ít cái phần da nên nó hơi dày dày tí, em cảm nhận. Ăn ấy thì em cắn cả. Thì mình ăn sang chảnh. Sát tờ chảnh nhá. Ăn cái soi bay. Nó nè. Chị biết ăn cái cách mà ăn không cho so. Đúng. Hay có cách quý tộc. Nhưng mà như kiểu cái này mà ăn quý tộc thì nó hơi. Ok. Món đặc biệt nhất ha. Wow, trời ơi, em thích nhất là cái lúc mà lửa nó cháy lên á. Và cái mùi của gà rất là thơm. Bây giờ thì chúng ta sẽ nhờ bạn nhân viên xuống chặt xé để cho mình ăn ha. Ok, em ơi, giúp chị nha. Dạ, lấy nó ra khỏi khung hình giùm em nha chị. Cảm ơn chị em nãy giờ. Hẹn gặp lại nha. 2 hours later. Trong một con gà như thế này thì chị Trâm Anh thích ăn cái gì nhất trong con gà? Chị thích ăn thịt trắng. Còn Anita? À, thích ăn da. Còn em thì thích ăn cánh nha. Thế ăn cánh là giống đàn ông nha. Đây, em sẽ gắp cho chị Trâm Anh nha. Thank you. Thật ra là da gà mà lúc mà mình nướng ấy ăn rất là ngon mà chị không dám ăn đấy. Sao thế? Béo. Chị ở béo ạ. Nhưng mà ăn da gà cũng đẹp da ấy chị. Có collagen. À, collagen. Thì em thấy nha, cái phần da gà này nó rất là mỏng, nó tách hẳn cái phần thịt và cái phần da ra luôn. Nên là cảm giác mình ăn mình sẽ không bị ngấy lắm đâu. Không biết chị có ăn hay ăn úp gà không? Đấy, thì trắng ăn úp gà đây. Là chị ăn trong cái khẩu phần kia thì á hả? Không, nhưng tại vì mình ăn nhiều rồi, mình thấy ra là mình cần bị quen ấy. Thì rất thích ăn luôn. Theo em thì thấy cái phần thịt trắng là phần thịt khô nhất trong con gà. Tuy nhiên mà ăn ở đây á thì em cũng thử ăn cái phần thịt trắng giống như chị luôn ở đây. Thì em cảm thấy thịt nó không quá khô nha. Đúng rồi, tại vì đây là gà ta. Nên là mình sẽ cảm thấy không khô. Không được ăn. Đây là gọi cơm gì đây ạ? Cơm lang. Cơm lang. Dạ đúng rồi, cái này cơm lang nha.
chị không ăn cơm bọc á. Ủa nhưng cái cơm lam này, cái đoạn này nó cứng á, nhai được không ạ? À? Không sao. Giang em đang thật đang giả? Em đang thật. Nhưng mà em cứ nhai bình thường thôi. Kể cả em đang giả đi chị này. Chị đang giả chị phải ăn. Nó ăn cái cơm này giống xôi nhỉ? Đúng rồi, nó là nếp mà. Nó là nếp rồi sau đó là bỏ vào cái ống tre và đem đi nướng. Nên là khi mà mình ăn ở trong này á, nó vừa tạo cái cảm giác nó hơi lạ lạ nè. Xong rồi mình cảm thấy ăn rất là ngon. Và đặc biệt cơm lam ăn với thịt gà là The best à? Dạ. Nói giống nhìn thèm ăn lắm này nè. Kìm hãm, kìm hãm. Không, hôm nay chị Trâm Anh á, dẫn Anna và Anita ăn món nào cũng cảm thấy ngon hết. Vì biết tại sao ngon không? Đồ ăn thì nó ngon mình không nói ha. Người kế người đẹp ngon hơn đồ ăn nữa. Đúng rồi, cái này đúng mày. Cái này không cãi được luôn đi. Và Anna và chị Trâm Anh cũng như là Anita hôm nay đã vừa thưởng thức đồ ăn ở đây. Và Anna cũng rất là cảm ơn chị Trâm Anh đã dẫn tụi em đến đây có thể thưởng thức những cái món ăn mà chị Trâm Anh đã review trước đó cho tụi em. Và đúng là chị Trâm Anh ăn cái khẩu vị như thế nào cũng rất là hợp với Anna. Còn Anita thì sao, em cảm thấy bữa ăn hôm nay như thế nào? Em thì ăn rất là dễ nên em thấy rất ngon. Anh chị không thấy em ngồi chị tập... bao giờ thế bao giờ không? Em tập trung ăn à? Mà ở đây nấu ăn ngon nữa. Làm món gì cũng ngon hết đấy. Vừa bày biện đẹp xong rồi vừa ngon nữa. Và đặc biệt là không gian cũng rất là sang trọng ha. Ở đây thì mọi người muốn ngồi không gian ở vỉa hè cũng có. Mọi người muốn kín đáo, luxury cũng có. Và mọi người muốn ngồi không gian gọi là bầu trời nghìn sao cũng có ha. Ngoài ra thì ở đây còn có khu vực bãi lao ở trên đó. Thì các bạn có thể đến đây để tổ chức sinh nhật nè. Trên 30 người thì sẽ có DJ về đánh nhạc luôn. Còn đối với ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật thì hàng tuần sẽ có DJ. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay của Anna, chị Trâm Anh và cũng như Anita. Và hãy nhớ like, share và subscribe cho channel của kênh cũng như follow Facebook và Instagram của Anna nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia chia. Chia. Sau khi trải nghiệm Amazon thì đối với Anna đây là một địa điểm ăn chơi tuyệt vời tại Sài Gòn. Nhất định Noel này Anna sẽ đến đây để cùng bạn bè đón một mùa Giáng sinh thật ấm áp và trọn vẹn. Còn các bạn thì sao? Bạn cảm thấy Amazon như thế nào? Hãy comment cho Anna biết nhé. Chúc các bạn có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp bên người thân.